Một vở kịch kinh điển của màn điện ảnh Hoa ngữ, với sự góp mặt của những ngôi sao Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính và Thi Mạn. Ở đây, lão tử chính là pháp luật. Những cuộc chiến uy quyền. Thích thì ngồi xuống nghe, không thích nghe thì cút đi. Người đâu? Ta không muốn thấy người còn sống. Đón xem Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, 19 giờ trên kênh chuyên phim cổ trang đặc sắc SCTV Phim Tổng Hợp.